Thưa quý vị, cùng với các địa phương khác, thời gian gần đây, Long An tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo đó, các nhà đầu tư đang có xu hướng đầu tư tập trung vào các ngành công nghiệp chế tạo, công nghệ cao và môi trường. Hàn Quốc hiện có 209 dự án đầu tư tại Long An với tổng giá trị 900 triệu đô la Mỹ, đứng thứ hai trong số các quốc gia đầu tư trực tiếp vào Long An các dự án đầu tư tại địa phương hoạt động hiệu quả và thành công. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được tổ chức thường xuyên tạo thuận lợi thu hút đầu tư từ Hàn Quốc và Long An. Tỉnh Long An luôn tạo bộ điều kiện để công ty hoạt động hiệu quả, nhất là trong giai đoạn dịch vừa qua, hỗ trợ công ty rất nhiều để đơn vị an tâm hoạt động, duy trì sản xuất. Hiện nay, Long An có 36 khu công nghiệp được phê duyệt, 22 khu đã đi vào hoạt động. Các tuyến đường kết nối giữa các khu cụm công nghiệp cũng có nhu cầu mời gọi đầu tư. Tỉnh chủ trương tập trung giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện thực hiện các thủ tục nhanh gọn. Các chuyên gia dự báo, tới đây cùng với các địa phương công nghiệp trong cả nước, Long An sẽ tiếp tục thu hút được các dự án quy mô nhỏ và dừa của Hàn Quốc với mục tiêu tìm kiếm cơ sở sản xuất chiến lược để xuất khẩu và tìm kiếm thị trường mới.